đây ha. Chùa buổi tối lên đèn nè, từ ngày đứng xa xa. Tối lên đèn ha, đi bộ vào lấy xe. Thoáng xa xa. Đây mở cửa tới 7 giờ tối ha. Bây giờ là mấy giờ rồi? Lúc nãy vô 5:30, bây giờ là 6:30. Vậy là đi tham quan đúng tiếng đồng hồ ha. Đúng tiếng đồng hồ ngoan á. Rồi, đó là hoàn cảnh buổi tối của chùa ha. Rồi, kết thúc video này.